Chào mừng anh em đã trở lại với kênh Dụng Cụ Hình Gia. Thì hôm nay em sẽ lên cho anh em về cái chương trình của pin Deadtong và pin Hukan nha anh em. Anh em nào có nhu cầu mua pin thì anh em có thể tham khảo video này ha. Rồi trước khi vào cái chương trình pin thì em cũng có một số mã đang có giá tốt thì em muốn sẽ cập nhật cho anh em ha, để cho anh em nào có nhu cầu anh em có thể mua. Rồi đầu tiên đó là con máy khoan 1390BL của Deadtong ha. Con này là sử dụng chân pin phổ thông M21 nha anh em. Lực con này khá là lớn ha, bữa giờ thì bán con này rất là nhiều rồi nha anh em. Số lượng em còn lại em mới lấy được khoảng tầm 30 chiếc nữa ha. Nên là anh em nào có nhu cầu mua thì anh em tranh thủ 30 chiếc này là 30 chiếc cuối cùng luôn nha. Và hiện tại là bên hãng báo là họ cũng sẽ hết hàng luôn rồi, không còn hàng, không có về nữa ha. Rồi lực của con này lên tới là 90 Newton nhân mét, 3 chức năng khoan tường, khoan gỗ, khoan sắt, bắt vít. Nói chung là con này anh em nào mà làm gia đình hoặc là làm công trình đồ cũng được luôn ha. Đầu của nó đầu khoan 13 ly, quá khó trục luôn. Đó, bảo hành cho anh em là 6 tháng nha. Cái thân máy chưa bao gồm pin sạc nha anh em. Giá nó là hỗ trợ cho anh em là 750.000, có tặng kèm 3 mũi vít ha. Ba ship cho anh em trên toàn quốc. Còn anh em nào mà không lấy 3 mũi vít thì giá của nó sẽ là 700.000. Đó, tùy vào anh em. Nếu mà anh em không 3 mũi vít của Milwaukee nha anh em. Size nó là 5, 9 và 15 ha. Rồi, 1390BL, con khoan này thì anh em nào làm gia đình hoặc là công trình đều được nha. Giá hỗ trợ cho anh em nếu mà không lấy kèm quà tặng là 700.000, hỗ trợ bao ship ha. Số lượng còn khoảng 30 chiếc nha. Và cái đợt này là đợt hàng cuối cùng luôn rồi nha anh em. Nên là anh em nào mà không kịp mua là nó hết, là anh em không có mua được nữa nha. Giá nó mà một tới 1 triệu cần 990.000, nhưng mà giảm cho anh em chỉ còn cái gì về giá là 700.000 thôi. Rồi tiếp tục cho anh em, đó là con này là con chuyên vít 230NCB, cũng là sử dụng chân pin phổ thông M21 luôn ha. Chân pin Makita, anh em nào có nhu cầu thì anh em cứ mua về anh em xài. Đó, mã nó là D20CV230NCB. Tuy là mã D20 nhưng mà chân của nó là chân phổ thông ha. Con này là một trong những con mà chuyên vít bán chạy nhất của Deadtong năm 2023. Và anh em lưu ý là hiện tại là cái mẫu này nó chỉ có màu vàng thôi nha, nó không có màu xám ha. Màu vàng, không có màu xanh, cũng không có màu xám luôn. Đó, đầu của nó là đầu 6.35. Lực của nó là 230 Newton nhân mét, chân pin phổ thông nha. Cái thân máy thì lúc trước giá của nó là 1.190.000. Đó, hiện tại thì đang giảm cho anh em về mức giá, đó là con này giảm cho anh em về giá là 800.000, có tặng kèm 3 mũi vít ha. Còn anh em nào không lấy 3 mũi vít thì giá hỗ trợ cho anh em là 750.000, hỗ trợ bao ship cho anh em luôn. Rồi cái con chuyên vít này thì em còn số lượng dưới 20 con nha. Nó bữa giờ đi rất là nhiều rồi. Và em báo luôn là cái con này, chuyên vít này nó hết hàng là nó hết luôn nha anh em. Bên hãng nó sẽ không có khả năng, nó sẽ không về nữa ha. Và nâng cấp lên cái mã là 250NCB. Đó, tức là do hiện tại là bên hãng nâng cấp lên mẫu 250NCB nên là cái mã này mới có được cái giá tốt này nha anh em. Nên là anh em nào mà có nhu cầu mua con này dùng để bắn tôn đó, rất là ok ha. Rồi, 750.000 ha, bao ship cho anh em. Rồi, tiếp tục là em có cái quạt mini của Hukan. Đó, cái quạt này thì đợt trước em bán cực kỳ nhiều luôn mà bữa giờ em cũng lười làm biến lên á. Tại vì cái quạt này bán nó không có lãi anh em. Hiện tại thì em vẫn đang hỗ trợ giá cho anh em là cái thân quạt ha. Giá là 250.000, hỗ trợ bao ship nha. Thì cái quạt này nó sẽ sử dụng motor không than nha anh em. Có tổng cộng là 3 cấp số ha. Nó sẽ không, con này thì nó sẽ không có sử dụng điện trực tiếp 220 được mà nó chỉ sử dụng pin thôi. Có hai cái cổng sạc adapter cho anh em luôn nè. Hai cổng sạc USB chứ, là một cổng 1A với cổng 2A này. Đó. Rồi, quạt motor không than chạy rất là êm nha anh em. 250.000 bao ship ha. Rồi tiếp tục là em có một cái combo này cũng khá là ngon ha. Số lượng em còn ít ha, chạy hỗ trợ cho anh em luôn. Anh em mua một cái cục pin ha. Cục pin này là cục pin cục pin 4.5 rồi. Cục pin 6A. Đây, cục pin 6A ha. Một cục pin 6A 15 cell như thế này. Thì anh em lưu ý là pin này là pin dòng xả, nó là dòng xả 10C nha, dòng xả 5C nha. Tức là dòng xả này không phải là dòng xả cao. Đó, dòng xả này là dòng xả bình thường ha. Thì chân vẫn là chân phổ thông, có cổng sạc adapter, pin 15 cell dung lượng là 6A, dòng xả 5C. Thì anh em mua một cái cục pin này kèm một cái cục sạc S2, một cục sạc 2.0 ha. Nói chung cục sạc nhỏ của Hukan á thì sẽ được tặng kèm một cái đèn. Đó, tặng kèm một cái đèn 12 bóng led như thế này ha. Bình thường cái đèn này hiện tại em đang bán là 150.000, anh em nào mua lẻ thì giá nó là 150.000. Nhưng mà anh em mua một cái combo bao gồm một cục pin, một cục sạc và một cái đèn này thì sẽ hỗ trợ cho anh em về giá nó là 690.000 ha. Hỗ trợ bao ship cho anh em trên toàn quốc luôn. Cái này thì em còn số lượng ít lắm anh em. Đó, còn vài bộ thôi, tại vì cái đèn này không còn nữa.
Rồi 690.000 một combo bao gồm một cục pin 6A, một cục sạc và một cái đèn. Đó, hỗ trợ bao ship nha, 690.000 ha. Rồi tiếp tục là có cái con máy mài lên cho anh em coi luôn. Đây là con máy mài dùng pin của Desktop ha. Con này là AG100CB. Công tắc là công tắc trượt nha anh em. Công tắc đẩy ha. Đó, con này thì bữa giờ bán cực kỳ nhiều luôn nha. Ba cấp tốc nha, tốc tối đa của con này đó là 8.500 vòng trên phút ha. Ưu điểm của nó rất là nhỏ gọn, điều chỉnh được tốc độ đây. Đó, con này thì giá bình thường của nó là anh em mua sẽ là 850.000, nhưng mà hiện tại em đang vẫn hỗ trợ cho anh em cái mức giá đó là 750.000, hỗ trợ bao ship cho anh em nha. AG100CB, con này thì em bán rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn nha. Và cái anh em cũng đánh giá rất là tốt về con này nha, nên là anh em nào mà có nhu cầu mua gia đình hoặc là công trình gì đó thì cũng có thể tham khảo mẫu này để mua. 750.000 thôi, motor không than. Đó, con này nó có dòng công tắc điện tử và công tắc thường nha, tùy vào anh em thích công tắc nào thì anh em có thể lấy ha. 750.000. Rồi tiếp tục là cái con máy đa năng. Đây là con máy cắt đa năng ha. Mã là M21CS05BL, cũng là motor rootless luôn. Đó, con này thì cái ưu điểm của nó là anh em có thể là cắt được đa góc nè, cắt được góc nghiêng nè, rồi chỉnh được cái độ sâu cắt nè, motor không than ha. Và đi kèm theo nó sẽ có ba cái lưỡi nè, một cái lưỡi cắt gỗ, một lưỡi cắt cạch và một lưỡi cắt sắt nha. Đó, có là dây chiếu sáng ở trên này luôn. Mã nó là M21CS05BL. Thì con này lúc trước giá của nó là 1.280.000 nha. Hiện tại thì anh em nào mua thì em sẽ giảm cho anh em về giá đó là 1.150.000. Đó, nhưng mà với giá 1.150.000 thì em sẽ tặng kèm cho anh em thêm một cái kính này. Đó, anh em nào mà không có nhu cầu lấy kính á thì em sẽ trừ ra cho anh em. Đó, giá thì em báo là đã bao ship trên toàn quốc nha anh em. Rồi, cái thân máy chưa bao gồm pin nha anh em. Rồi, tiếp tục là em có một cái con máy cắt gỗ này. Con này thì cực kỳ ngon nha. Em mới lên clip hồi chiều á, anh em nào mà anh em cứ vào trong cái phần clip của em, video của em để coi ha. Thì con này là con CG190 Plus nha anh em. Đó, con này cắt gỗ lưỡi của nó là 1 tấc 85 tới 1 tấc 9 đều được. Và cắt được góc nghiêng, rồi có laser này kia mọi thứ luôn. Đó, rất là ngon ha. Con này thì giá lúc trước của con này cũng là 1.280.000, nhưng mà hiện tại thì em đang giảm cho anh em về giá là 1.090.000. Đó, đồng thời là những anh em mua đầu tiên á thì em sẽ tặng cho anh em thêm một cái kính này. Đó, kính bảo hộ ha, và một cái cây thước dây. Đó, con này là dùng điện nha anh em chứ không phải là dùng pin ha. Rồi, giá hỗ trợ cho anh em là 1.280.000, giảm cho anh em còn 1.090.000, tặng kèm hai món quà này nha. Rồi, bên cạnh đó thì nếu mà anh em nào mà cần thêm một cái lưỡi cắt đa năng á thì anh em có thể mua kèm ha. Lưỡi 1 tấc 85 thì giá của nó sẽ là anh em cộng thêm giùm em là 350.000 nha. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục là có một cái con máy. Đây là con chiên bích 300 new của Desktop ha. Mã nó là D21CV300N. Thì con này là sử dụng động cơ không than luôn. Và cái giá của nó là lúc trước anh em mua thì giá nó phải là tầm 1.200.000, 1.300.000 gì đó. Nhưng mà hiện tại thì giá hỗ trợ cho anh em về mức giá đó là 690.000 ha. Có tặng kèm cho anh em một cái đế chuyển từ chân D qua chân M. Đó, tức là cái thân máy nha, kèm thêm cái đế chuyển, motor không than. Và cái lực của con này là lực cực kỳ lớn ha, 300 new là cái chân vít lớn nhất hiện tại của Desktop, kể cả chân D và chân M luôn, nên là cái con này anh em rất là đáng xài nè. Đó, anh em nào cầm một cái con mà chức năng cơ bản đó thì anh em có thể tham khảo con này. Và số lượng của em còn cũng không nhiều nha anh em, con chân vít chân D này còn khá là ít ha. 690.000, hỗ trợ bao ship cho anh em, tặng kèm một cái đế chuyển. Rồi, tiếp tục là cái con máy rút rivet này. Con này thì nó mới vừa về hồi chiều luôn. Đó, rút rivê của Hukan nha anh em. Thì mã của con này đó là HM21LRG0380BL ha. Thì con này giá của nó là 1.150.000, cũng hỗ trợ bao ship cho anh em. Nhưng mà cái con máy này á, thì nó sẽ có đựng trong cái hộp đựng bằng nhựa như thế này. Có hộp nhựa nha. Và số lượng em về thì không biết sao mà em chỉ lấy được số lượng chỉ có 5 chiếc thôi anh em. Đó, bên hãng họ báo về số lượng ít nên là em lấy chỉ được có 5 chiếc thôi. Nên là anh em nào mà có nhu cầu mua thì anh em nhanh tay mua ha. Thì phụ kiện đi kèm thì nó sẽ có cái này là cái đồ để anh em mở lưỡi ha. Và nó sẽ có những cái đầu rút như thế này. Đó, nó sẽ có 3, tổng cộng 3 đầu. Và đây là cái thân máy ha.
thì lần này nó sẽ về màu xám nha anh em. Chân pin của nó là chân pin phổ thông. Thì con này nó đơn giản lắm anh em. Chỉ cần anh em cắm con rút River và Ray và bấm cò thì nó sẽ tự rút nha. Motor nó là motor không than. Rồi con này thì giá của nó là 1.050.000 ha. Đó, anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ để mua. Số lượng em chỉ có 5 chiếc thôi. Nên là em cũng lười lên video anh em. 5 chiếc thì bán nó rất là nhanh. Đó, tầm chắc lên cái video này là bán sạch luôn á. Rồi 1.050.000 hỗ trợ bao ship cho anh em nha. Rồi tiếp tục là cuối cùng là một cái con máy. Con này là con máy máy trộn sơn ha, trộn sơn trộn bột gì đó. Mã nó là G2MKS 444 ha. Thì nặng quá anh em. Con này thì công suất của nó là 1200W nè. Rồi nó sẽ có 6 tốc độ ha. Tốc độ tối đa của nó là 300 cho tới 850 vòng trên phút ha. Rồi con này thì nó sẽ có phụ kiện đi kèm theo là cái cây trộn sơn như thế này. Đó, dây điện thì dài 2m. Ok. Đó con này thì mẫu mới của Hukan nha. Bảo hành cho anh em là 6 tháng ha. Rồi cái con máy này thì giá cho anh em là con máy này hỗ trợ cho anh em giá là 850.000 nha anh em. Đó, cũng hỗ trợ bao ship cho anh em luôn. 850.000. Rồi, tiếp tục đó là một cái con máy thổi phản lực ha. Thổi phản lực này thì nó mới vừa về hàng anh em. Mã nó là G2TBL F3. Thì cái ấn tượng mà của em đối với con này đó là cái thời gian bảo hành của nó là 2 tháng. Nói chung là không biết là cái hàng nó chất lượng như thế nào ha. Anh em không cần quan tâm tới chất lượng của con này như thế nào luôn. Nhưng mà anh em cứ thấy là thời gian bảo hành của nó là 2 tháng là anh em tự hiểu ha. Tại vì tức là trong vòng thời gian bảo hành của nó là 2 năm, xin lỗi anh em nha. 24 tháng á, 2 năm. Thì nếu mà anh em không còn quan tâm tới chất lượng nó luôn, nhưng mà anh em cứ quan tâm tới thời gian bảo hành của nó là 2 năm. Và cái Hukan là một cái hãng họ đã là xây dựng cái thương hiệu của họ rồi, nên là những cái mà ví dụ như cái bảo hành này họ đưa ra thì chắc chắn họ sẽ làm được ha. Nên là anh em yên tâm về cái việc mà trong sử dụng cái máy này trong vòng 2 năm nếu có trục trặc gì đó thì bên hãng họ sẽ xử lý hết cho mình đó. Nên là với cái giá tiền là 950.000 anh em bỏ ra thì rất là xứng đáng để cho anh em mua nha. Tại vì cái thời gian bảo hành nó rất là lâu. Ví dụ như đối với một cái con máy này đi, nhưng giá của nó giả sử như là anh em mua với giá là 800.000 đi, nhưng mà thời gian bảo hành của nó 6 tháng thì em đảm bảo với anh em nó sẽ không bằng so với một cái giá một con máy là 950.000, nhưng mà cái thời gian bảo hành của nó lên tới 2 năm. Nó bảo là 2 năm là bảo hành nó khủng khiếp lắm nè, lâu lắm mà. 2 năm là cái khấu hao vốn của nó, của con này nó còn gần như là nó còn rất là nhỏ luôn á. Đó, nên là anh em yên tâm là chắc chắn là anh em mua con máy này về anh em sử dụng rất là lâu, và cái nó phải có độ bền và qua test các kiểu rồi thì bên Hukan họ mới dám đưa ra cái thời gian bảo hành là 2 năm cho con máy này ha. Nên là anh em yên tâm mua và sử dụng. Rồi giá của con này, giá của nó là 950.000. Đó, nhưng mà em có một cái coi như là cái lô đầu tiên, anh em nào mà liên hệ thì em sẽ hỗ trợ cho anh em thêm một chút xíu nha. Đó, lưu ý ha. Rồi giá 950.000 là giá niêm yết của hãng nha anh em. Con thổi phản lực. Cái này là thân máy chứ bao gồm pin sạc ha. Cái này thì nó sẽ là motor, nó là motor không than. Rồi khi anh em mua hàng á thì bên em đều có lưu thông tin của anh em lại hết trên hệ thống ha. Tức là bên em quản lý bằng cái hệ thống phần mềm. Nên là có nhiều anh em hỏi là tại sao mua mà cái phiếu bảo hành không có ghi thông tin, thì anh em lưu ý là em sẽ lưu thông tin ở trên, bên em có cái kho data. Thì anh em chỉ cần cho em cái thông tin đặt hàng, số điện thoại gì đó thì em sẽ tra ra cho anh em ha. Đó, con này thì là lực thổi nó rất là mạnh nha anh em. Cái ứng dụng của con này thì anh em sẽ đi thổi lá này, thổi bụi nè. Rồi ví dụ như thổi khô sàn, mặt sàn á. Ví dụ anh em lau nhà đồ xong á thì anh em cần thổi nhanh á, thì anh em cầm con này anh em đứng mà quạt qua quạt lại là một chút xíu là nó khô. Rồi còn anh em nào kẹt lắm thì anh em lấy sấy tóc luôn cũng ok luôn, hoặc là anh em quạt lò, quạt lửa rồi. Ví dụ như những anh em mà cần đốt than để làm những cái tiệc BBQ á thì anh em sử dụng con này thổi nó cũng rất là hợp lý ha. Ngon lành nha anh em. Rồi cái điểm mà của con này đó là cái động cơ nó sẽ nằm ở phía trước cái cánh quạt. Đó, tức là cánh quạt nằm ở phía sau này, động cơ nằm phía trước này, nên là anh em thổi thì nó vừa thổi nó sẽ vừa làm mát được cái con motor luôn ha. Nên là cái độ bền của nó sẽ khá là cao. Motor rút led nha anh em. Nói chung là con này hôm qua giờ em lên video thì anh em mua ủng hộ rất là nhiều. Đó, giá 950.000 ha. Còn anh em inbox thì em sẽ hỗ trợ cho anh em thêm một chút xíu cho anh em mua trong cái lô đầu tiên này. Trời ạ, ok.
Con này là con thổi phản lực ha. Anh em cứ nói là cần mua con thổi phản lực thì em sẽ biết. Thổi phản lực của Hukan là em biết ha. Rồi. Ok, bây giờ thì đi qua phần pin đi. Pin thì đầu tiên đó là em có cái viên pin mới về của Hukan ha. Thì bữa giờ nó hết hàng nha anh em. Rồi cái máy nó lấy cái nét. À đây. Mã của nó là G2FX15C4000. Thì con này em đã lên lúc trước em cũng có giới thiệu cho anh em rồi. Đó thì đợt trước thì nó mới về thì anh em mua cũng rất là nhiều ha. Và cái phản hồi đánh giá của anh em về con pin này á thì khá là tốt nha. Đó, khá là tốt ha. Thứ nhất á là cái ưu điểm của viên pin này, nó được bọc cao su rất là kỹ ha. Chống va đập này kia mọi thứ. Và anh em lưu ý là cái đợt trước á thì anh em về anh em thấy những cái ren này nó là màu xám á, và kiểu như là rất là dễ bị trầy ha, rất là bị trầy và bị dơ. Thì đợt này là bên hãng họ đã nâng cấp lên rồi, bây giờ họ bọc cái cao su đen nên là anh em sẽ thấy nó sẽ không có bị giống đợt trước nữa. Tức là trước anh em cào cào những cái này là anh em thấy những cái đường vân nhìn nó kiểu như là pin cũ vậy á đó. Nhưng mà đợt này thì bên hãng họ đã cải tiến rồi ha, cải tiến về cái mặt thiết kế bên ngoài, nhưng mà vẫn đâu đó cao su bọc đầy đủ, chống va đập tốt ha. Rồi thứ hai là con này nó sẽ có cổng sạc adapter. Thì trường hợp ví dụ như những anh em nào mà hay đem cầm pin đồ đi sử dụng ngoài nhiều á thì cái sạc adapter này nó cũng rất lợi hại nha anh em. Rồi cái nữa là dòng xả của viên pin này lên tới là 15C ha. Dòng xả 15C là dòng xả cao. Đấy anh em thấy không, 4A 72W giờ nè. Đó là pin dòng xả cao ha. Nên là anh em yên tâm anh em sử dụng, không có sợ là bị ngắt dần hay là cái gì hết ha. Rồi cái viên pin này với cục sạc này á, thì giá của nó là 720.000 nha anh em, 720 ha. Nhưng mà anh em nào mua thì em sẽ hỗ trợ cho anh em đó là về giá đó là 700.000, hỗ trợ bao ship cho anh em luôn. Một pin một sạc ha. Một pin 4A 10C ha, dòng xả 15C cộng thêm một cục sạc 2.5 thì giá hỗ trợ cho anh em về mức giá là 700.000, hỗ trợ bao ship cho anh em trên toàn quốc luôn. Đó, pin này khá là chất lượng nha. Rồi ok, em sẽ đi qua bên của Detong. Thì bên Detong thì em sẽ đi bên từ nhỏ tới lớn để cho anh em dễ theo dõi ha. Đầu tiên đó là cục pin 2.5. 2.5 thì em sẽ có 2 dòng. Đó, 2.5A thì em sẽ có 2 dòng. Đầu tiên là dòng pin 2000TB, 2.5TB, tức là pin này pin sử dụng xe pin là TB, và một cái pin đó là pin 2500 Plus ha. Đó, pin Blue thì cái pin rất là lâu đời rồi. Còn pin TB thì là dạo gần đây thì bên Detong họ phát triển thêm cái hệ xe pin TB. Cũng là pin rất là tốt nha anh em. Pin xe pin TB với lại EVE đều là xe pin xịn hết ha. Rồi, hai viên pin này thì giá pin Blue đó thì anh em nào mua thì em sẽ hỗ trợ cho về giá của viên pin này không kèm sạc nha. Là 480.000 ha. Hỗ trợ bao ship cho anh em, 480. Đó, còn đối với viên pin TB này á thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về giá đó là 4 viên pin này, giá của nó cũng là 480.000 luôn, nhưng mà em sẽ giảm cho anh em về giá đó là 450.000, hỗ trợ bao ship cho anh em. Đó, viên pin 2.5 TB này xài khá là ok nha anh em. Dung lượng nó là 2.5A và xe pin là xe pin TB thì nó cầm pin rất là tốt ha, chất lượng rất là cao á. Rồi, hỗ trợ cho anh em về giá đó là 450.000, hỗ trợ bao ship cho anh em luôn. Cái pin TB này thì em có số lượng ít nha, không có nhiều đâu. Rồi. Ok, tiếp tục là đó là qua pin 3A. Pin 3A thì em sẽ có là pin này là pin 3A xe tăng nha anh em. Pin 3A xe tăng ha. Pin 3A xe tăng thì nó sẽ không có đẹp bằng so với những cái viên pin kia, nhưng mà nó là một trong những cái dùng gọi là dòng pin cổ của Detong, pin rất là lâu đời rồi. Pin xe tăng này thì hiện tại là có pin 3A và 4A, nhưng mà hiện tại pin bán 4A trên thị trường nó hết rồi, chỉ còn pin 3A thôi. Pin này cũng là pin 10 cell ha. Báo pin ở phía sau đuôi như thế này. Thì cái nhược điểm của viên pin xe tăng này á, tức là cái những cái đường này hoặc ấy, thì anh em cảm giác là nó sẽ không được đẹp lắm nha anh em. Đó, thiết kế cái độ hoàn thiện nó sẽ không được cao, nhưng mà chất lượng pin nó sẽ tốt ha. Đó, ở đây nó sẽ có những kiểu những cái vết trầy nha, mặc dù là pin mới 100%, tại vì do cái vật liệu này là kiểu như vật liệu chống cháy anh em. Đó, nên là khi anh em nhận được mà nếu mà viên pin nó hơi xấu một chút xíu thì anh em cũng thông cảm ha. Nó có những cái đường trầy ngay chỗ này, hoàn toàn là pin mới hết, nhưng mà kiểu là nó va đập hay gì đó thì nó sẽ xuất hiện những cái vết giống như thế này. Do là cái này là do một phần là vật liệu nó làm cấu thành nên là cái vỏ của viên pin này. Rồi pin 3 xe tăng này thì giá hỗ trợ cho anh em đó là 400.000 ha, cũng hỗ trợ bao ship cho anh em luôn. 400.000 một viên, hỗ trợ bao ship, không có kèm sạc nha anh em. Pin này là không chưa kèm sạc ha. Anh em nào mà lấy thêm sạc S20 thì anh em cứ cộng thêm giùm em 100.000. Rồi pin 3A thì em còn thêm một cái dòng pin nữa, đó là dòng pin 3A 5C.
Đó, 3A5C thì cái, hồi nãy viên pin 3A xe tăng này thì dòng xẻ nó là dòng xẻ 10C ha. Còn cái cục pin này là pin dòng xẻ 5C, 5C thì dòng xẻ thấp ha. À, ví dụ anh em làm những cái tác vụ hút bụi, hoặc là anh em khoan 10 ly, rồi bắn bu lông nhỏ, hoặc là anh em xài cho chiên vít đó, thì cái cục pin này nó sẽ đáp ứng được ha. Cái ưu điểm của viên pin này thì nó màu đỏ khá là đẹp, anh em có thể kết hợp với cái bộ bu lông màu đỏ cũng được ha. Hoặc là những cái con chiên vít mà 230N màu đỏ, kết hợp nó cũng rất là đẹp nha anh em. Rồi cục pin 3A này thì giá của nó là 400, cũng là 400 ngàn luôn. Nó bằng so với cục pin 3 xe tăng, nhưng mà em sẽ giảm cho anh em thêm 50 ngàn đi. Là cục pin này em sẽ hỗ trợ cho anh em về giá là 350 ngàn, cũng hỗ trợ bao ship cho anh em luôn nha. Này là pin 3A5C. Cái viên pin 3A5C này thì rất là nhiều anh em cũng xài rồi ha. Và có nhiều anh em lúc trước mua giá khuyến mãi quay lại mua thêm nhiều lần nữa, nhưng mà em không có hàng. Đợt này em về được mấy viên á, nó về được vài viên thôi, nên là anh em nào mà có nhu cầu mua thì anh em có thể mua 350 ngàn, hỗ trợ bao ship cho anh em luôn. Giá này là cực kỳ hời nha, hình như em còn được 1, 2, còn được 3 viên thôi ha, 3 viên thôi nha. Anh em nào nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha anh em. Pin 3A5C. Rồi tiếp tục là qua dòng pin 4A. 4A thì em sẽ có một cái pin, pin này là pin 4000M ha, pin 4000M đó. Pin này thì đèn nó sẽ đèn sáng hai bên nha anh em. À, đèn sáng hai bên, rồi có báo pin luôn. À, dòng xẻ của viên pin này là dòng xẻ 10C và pin này cũng là pin 10C nha anh em. À, giá của viên pin 4000M này á, thì là 600, lúc trước là giá 650.000 ha, cục pin không á, 660.000 cục pin không ha. Nhưng mà em còn số lượng một ít ha, em cũng sẽ hỗ trợ cho anh em về cái mức giá tốt một chút xíu. Còn viên pin này là giá là 580.000 ha, hỗ trợ bao ship cho anh em. Đó, cục pin 4000M 580.000 một viên. Rồi, dòng xẻ của viên pin này là dòng xẻ 10C nha anh em. Pin này là pin xám ha, nó cũng rất là đẹp. Đó, chỉ có 580.000 thôi. Rồi, tiếp tục là qua cái dòng pin cao cấp hơn của dòng pin 4A. Thì ở đây em sẽ có hai dòng cho anh em. Đó là dòng 4A Plus và 4A TB ha, à, 4A EVE ha. Thì anh em lưu ý là dòng 4015 Plus đó, thì nó sẽ có hai màu, màu xám và màu xanh. Đó, hiện tại là pin 4A Plus nó đã nâng cấp lên là dòng pin 4015 hết rồi nha anh em. Tức là pin 4015 thì là pin dòng xẻ cao ha, dòng xẻ 15C. Đó, pin 10C. Nói chung là pin Plus là một trong những cái pin mà truyền thống rất là lâu đời của bên Desktop rồi ha. Và những cái viên pin này á, nó đều được anh em sử dụng và gọi là trải nghiệm nó và đánh giá khá là tốt về cái viên pin Plus này. Đó, mặt miết này này kia mọi thứ ha. Rồi giá viên pin 4A Plus này thì giá hỗ trợ cho anh em là 650.000 ha, hỗ trợ bao ship cho anh em. Rồi anh em nào mà không thích xài dòng Plus thì anh em có thể xài pin EVE. EVE là một cái sell pin gọi là nổi tiếng, cái sell pin khá là nổi tiếng nha, và chất lượng nó rất là cao ha. Đó, và hiện tại giá của pin EVE và pin Plus nó sẽ ngang nhau. Đó, có nhiều anh em hỏi là cái viên pin Plus này á thì là sell sử dụng sell pin gì, thì cái này thì bên hãng nó không có cung cấp thông tin nha anh em, nên là em cũng không biết là sử dụng sell pin gì hết. Nhưng mà được cái pin Plus này á là có rất là nhiều anh em sử dụng, và cái đánh giá của về cái pin Plus này là khá là ổn ha. Còn cái pin EVE này thì là sell pin EVE. Đó, chất lượng sell pin thì nó sẽ là xịn sò nha anh em. Người ta kêu là tốt khoe xấu che mà. Đó, cái pin này là sell pin EVE nên là bên hãng họ khoe rất là nhiều ha. Đó, nên là anh em yên tâm để anh em xài. Và dòng xẻ của cục pin 4A EVE này á thì cũng là xẻ 15C ha. Rồi giá cũng là anh em mua lẻ viên pin ha. Em sẽ báo về chương trình pin 4A này, nó sẽ có nhiều chương trình ha. Nếu mà anh em mua lẻ viên pin là 650.000, hỗ trợ bao ship cho anh em. Anh em lấy kèm một cục sạc 2.5A. Đây, sạc 2.5A đâu rồi? Sạc 2.5A đây. Anh em lấy kèm một cục pin, một cục sạc 2.5A thì giá nó là 800.000 ha. Còn nếu mà anh em lấy cục sạc 4.0 Pro. Đây là sạc F40F hoặc là F40 Pro gì đó thì sẽ là một pin một sạc sẽ là 850.000 ha. 850. Đó, còn ví dụ như anh em nào mà không thích lấy sạc thì anh em có thể đổi qua cây đèn 360 lumen cũng là giá 850 luôn. Pin EVE và pin Plus thì chương trình giống nhau. Đó là chương trình một pin nha. Còn nếu mà chương trình hai pin á, tức là anh em có thể mua một viên pin Plus hoặc là một viên pin EVE kèm thêm một cục sạc S40 như thế này, hoặc là hai viên pin Plus hoặc là hai viên pin EVE kèm thêm một cục sạc S40 này thì giá của nó là 1.500.000 ha. Nói chung là cứ hai pin một sạc nhanh thì 1.500.000. Pin Plus và EVE trộn lẫn cũng được luôn. Chứ anh em không nhiều anh em muốn trải nghiệm cả hai dòng pin thì anh em có thể mua combo như thế này. Còn anh em nào mà thích xài Plus hoặc là thích xài EVE không á thì anh em có thể lấy hai viên EVE, hai pin Plus. Rồi 1.500.000 nha anh em. Rồi còn nếu mà anh em nào mà muốn mua nhiều viên pin cùng lúc á thì anh em có thể mua 3 viên nha.
3 viên trộn lẫn cũng được, hoặc 3 viên giống nhau cũng được luôn. Thì giá của nó sẽ là 1,7 triệu ha. 3 viên pin 4A EVE hoặc là 3 viên pin 4015 Plus, hoặc là trộn lẫn 2 viên 2 cục, nói chung là miễn sao ra được 3 viên pin thì sẽ là giá 1,7 triệu cho anh em, là không kèm sạc ha, cũng hỗ trợ bao ship cho anh em luôn nha. Đó, đó là chương trình của pin 4A. Bây giờ qua chương trình 5A ha. Pin 5A thì nó sẽ có hai loại nha. 5A thì em sẽ có pin này là pin 5A10C và một cái viên pin dòng pin đó là pin 5000 pin 5ATB. Anh đúng rồi, 5ATB. Thì cái pin xe pin TB thì giống như cái xe pin hồi nãy em có báo của cục pin 2.5A đó, thì là cũng là xe pin này ha, là xe pin cũng là xe pin xịn luôn. Đó thì sẽ có hai cái dòng pin này. Đối với pin 5A10C tức là dòng xả của nó là dòng xả 10C, còn pin 5000TB thì dòng xả của nó là dòng xả 12C nha anh em. Còn dung lượng của nó đều là dung lượng 5A hết ha. Nên là anh em lưu ý ha, có nhiều anh em hỏi là hai viên pin này nó khác nhau cái gì, thì chắc là nó sẽ khác nhau về xe pin và khác nhau về chất lượng. Cục pin TB này nó sẽ xịn hơn nha. Rồi về giá bán, pin 5A10C này thì anh em nào mua thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về giá là hỗ trợ cho anh em giá 680.000 đi. Đó, 680.000 cục pin 5A10C như thế này, một viên nha, hỗ trợ bao ship cho anh em luôn. Còn cái viên pin mà 5000TB này thì giá của nó là 750.000 ha, cũng hỗ trợ bao ship cho anh em luôn. Viên pin không kèm sạc nha anh em. Rồi, thêm nữa em sẽ có cái chương trình cho anh em, đó là anh em mua hai viên pin pin 5A10C này thì giá bình thường của nó là sẽ là 800, cái viên pin này là giá của nó là 900.000 một viên nha anh em. 900.000 một viên ha. Nhưng mà nếu mà anh em lấy một viên á thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về giá là 680. Nhưng mà anh em lấy 3 viên thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về giá đó là 1,8 triệu nha. Tính ra là anh em giá của nó, cục pin này nó về là 600.000 một viên thôi. Rồi, 3 viên pin 5A10C thì sẽ là giá 1,8 triệu. Đó, ok nha. Chương trình này rất là hời nè. Anh em nào mà đang cần số lượng nhiều pin thì em có thể tham khảo mua. Pin 5A10C vẫn bảo hành cho anh em là 6 tháng ha. Pin này là pin dòng xả cao nha anh em. Dòng xả 8C, dòng xả 10C là dòng xả cao ha. Rồi, tiếp tục là qua pin 6A. Pin 6A thì em sẽ có dòng pin mà gọi là rẻ nhất của Deadtong trong dòng pin 6A thì sẽ có là pin 6A8C. Tức là pin này dòng xả của nó là dòng xả 8C nha anh em. 15 cell ha. Nhưng mà dòng xả 8C thì anh em sẽ xài cho các cái tác vụ nó nhẹ nhẹ một chút xíu ha. Chứ nặng quá thì có thể nó bị ngắt. Ví dụ em đem đi rút lõi hoặc là anh em làm bê tông đồ nhiều á thì có thể nó bị ngắt. Còn bình thường anh là em làm những tác vụ khoan bình thường thì nó vẫn ok, đáp ứng được nha anh em. Rồi cục pin 6A8C này thì giá hỗ trợ cho anh em cũng về giá là 680.000 luôn. Hỗ trợ bao ship cho anh em luôn nha. 6A8C 680.000 thôi. Rồi, một cái dòng mà cao hơn của pin 6A thì em sẽ có dòng pin 6000 EVE ha. Tức là siêu pin là siêu pin EVE. Thì viên pin 6A EVE này thì giá hỗ trợ cho anh em sẽ là cục pin không ha, không kèm sạc là 850.000. Rồi, anh em nào không thích xài pin EVE thì anh em có thể xài qua pin Blue ha, cũng là dòng xả 15C luôn. Hai viên pin này sẽ giá nó sẽ bằng nhau. Pin EVE thì nó chỉ có màu xanh thôi, còn pin Blue nó sẽ có màu xám và màu xanh. Giá đều đồng giá đó là 850.000, hỗ trợ bao ship cho anh em nha. Rồi, một cái dòng pin xịn hơn của dòng 6A nữa đó là dòng pin 6A2P ha. Thì anh em lưu ý là pin này cũng là pin dòng xả cao và xe pin nó là xe pin EVE. Và một cái điểm khác biệt đó là cái việc cục pin 6A2P này á, nó chỉ là pin 10 cell thôi nên là sẽ nhẹ hơn so với pin 6A Plus hoặc là pin 6A EVE ha. Nhưng mà nó nhẹ hơn thì nó sẽ mắc hơn 50.000. Cái viên này thì anh em lấy cục pin không thì giá của nó sẽ là 900.000 ha, 900.000 cái viên pin không nha. Rồi, một cái dòng số đó là dòng 6A. Rồi, nâng cấp hơn nữa thì anh em sẽ có dòng pin 7.5A ha. 7.5A Plus là thì cái xe pin nó cũng là xe pin TB, là cái xe pin hồi nãy giờ em có giới thiệu pin 2.5 và pin 5A là xe pin TB, cũng là xe pin xịn của Deadtong nha anh em. Rồi pin này thì dòng nó là dòng đời Gen 3 luôn rồi ha. Đó, nâng cấp lên Gen 3 luôn dữ ha. Rồi, thì giá của cái cục pin 7.5A Plus này á thì giá của nó cục pin không á cũng sẽ là 1.150.000 nha anh em. Đó, 1.150.000. Cũng hỗ trợ bao ship cho anh em luôn. Rồi nếu mà anh em nào muốn một cái viên pin mà xịn hơn nữa thì anh em có thể lấy cục pin 9A3P này. Thì cái viên pin này á thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về mức giá đó là nếu mà anh em lấy cục pin không thì là 1,3 triệu ha. Còn hiện tại là đang có chương trình nó hấp dẫn hơn, đó là khi anh em mua cái viên pin 9A3P này á thì anh em sẽ được tặng kèm một cái cục sạc, một cái cục pin 2.5ATB.
Thì cái combo hai món này á, thì giá hỗ trợ cho anh em sẽ là 1.550.000 ha, cũng hỗ trợ 3 ship cho anh em. Thì anh em cứ tính đi, bình thường cục này anh em sẽ mua với giá là 450.000, còn cái cục này 1.300.000 ha, thì anh em ghép lại nó sẽ ra giá là tới 1.750.000. Nhưng mà anh em mua combo thì nó sẽ giảm được thêm 200.000 là còn 1.550.000 thôi. Rất là ok nha. Cái đó, với cục pin 9A này thì anh em xài gọi là tẹt ga luôn, anh em xài cho những con bu lông lớn hoặc là làm cái gì cũng được hết đó nha anh em. À, dòng xả nó dòng xả cao luôn, và pin nó là chỉ có pin 9A, pin pin 15 cell thôi ha, nên là anh em làm cầm nắm này kia một thứ nó cũng nhỏ gọn, nó nhẹ nhàng ha. Rồi đó là cái chương trình pin. Rồi qua chương trình sạc thì hiện tại sạc của Depton thì nó sẽ có tổng cộng là 4 loại sạc cho anh em nha, 4 loại sạc anh em lưu ý ha. Đây đầu tiên là cục sạc là 2.0 ha. Đây là cục sạc S20, hay em hay gọi là sạc S20 của Depton á. Thì cái sạc này là sạc phiên bản mới nâng cấp luôn rồi nha anh em, nên là cái sạc này nó cũng sẽ sạc nó hiệu quả hơn so với cái mẫu sạc cũ. Sạc cũ thì mẫu nó sạc màu đen ha, còn đây là mẫu mới. Rồi mẫu mới cái cục sạc này thì giá là giá hình như bên hãng nó là khoảng hình như là 200.000 hay 250.000 đó. Nhưng mà anh em nào mua thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về giá đó 150.000 ha. Cái sạc này thì em sẽ không hỗ trợ bao ship cho anh em. Rồi sạc này anh em mua lẻ thì là 150.000, còn anh em mua kèm với pin á thì giá của nó sẽ là 100.000 thôi nha. Rồi tiếp tục đó là một cái cục sạc lớn hơn chút xíu, thì này là sạc 2.5A. Thì sạc 2.5A này thì nó sẽ sạc nhanh hơn so với sạc 2A một chút xíu ha. Giá của cục 2.5A này là 300.000, nhưng mà anh em nào mua thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về giá là 200.000 thôi. Rồi một cái cục sạc cao hơn nữa của Depton, đây là sạc S40F ha. Thì sạc này là cũng là sạc có quạt luôn nha, sạc nhanh có quạt ha, 4.0. thì cục sạc này giá hỗ trợ cho anh em đó là 300.000, hỗ trợ bao ship ha. Và một cái sạc mà khủng nhất của Depton hiện tại là cái sạc S40 Plus đó. Cái cục sạc này thì gọi là sạc nhanh ha, nhưng mà phiên bản này là phiên bản nâng cấp luôn. Tức là phiên bản nâng cấp nó là sao? Tức là lúc trước anh em có sẽ để ý là cái thông tin đó là cục sạc S40 Plus nó hay gặp tình trạng đó là những cái viên pin mà nó bị trắng pin á, thì anh em cắm vào nó không nhận sạc, bắt buộc anh em phải cắt kích pin á. Thì đối với phiên bản S40 Plus đợt này á, thì nó đã nâng cấp lên, nó sẽ khắc phục được vấn đề đó ha. Đây là sạc nhanh có quạt luôn nha, giá của nó là 350.000. Rồi một cái điểm lưu ý để cho những anh em nào mà lựa chọn cái cục sạc và sạc với pin á, thì anh em lưu ý giùm. Đối với cái sạc mà S40F này, S40F hoặc là S40 Plus, đặc biệt là S40 Plus ha, thì những cái viên pin mà dòng xả thấp ha, anh em mua thì mua pin á, thì anh em lưu ý là cái viên pin của mình phải biết viên pin của mình là dòng xả thấp hay dòng xả cao. Ví dụ như anh em sạc những viên pin dòng xả 5C đi, em ví dụ như cái viên pin là 6A 8C này, em cắm vào cái cục sạc S40F này á, một xíu là cái viên pin này nó nóng lên và nó sẽ có thể nó sẽ bị ngắt ha. Tức là nhận thì nó vẫn nhận sạc, nhưng mà sạc đâu đó được khoảng tầm 30 phút là nó sẽ ngắt. Và cái viên pin này rất là nóng và có thể là nó sẽ làm hư cái viên pin của mình luôn. Nên là anh em lưu ý là cái sạc S40F và sạc S40 Plus là hai cái sạc này là sạc nhanh, nó sẽ phù hợp cho với những cái viên pin dòng xả cao. Ví dụ như dòng xả 10C đổ lên ha, 10C hoặc là 15C thì anh em sử dụng hai cái sạc này được. Và dung lượng pin thì em nghĩ là nên sử dụng từ dung lượng pin 4A đổ lên là ok. Còn ví dụ như nếu mà anh em dung lượng pin mà nó nhỏ nhỏ, ví dụ dung lượng pin tầm 4A đổ xuống, thì anh em có thể sử dụng sạc S25 hoặc là anh em có thể sử dụng sạc S20, nó cũng đáp ứng được rồi nha. Đó, đặc biệt là những viên pin mà có dòng xả thấp thì anh em chỉ nên sử dụng hai cái dòng sạc này thôi, S25 hoặc là S20 thôi. Em ví dụ như cái viên pin to chà bá lửa của Hukan này đi. Đó, đây là viên pin 6A nhưng mà dòng xả của nó là chỉ dòng xả 5C thôi. Thì đối với dòng xả 5C thì anh em nên sạc là cục sạc 2.0 này ha. Đây sạc 2.0, em sạc lâu một chút xíu nhưng mà nó sẽ vào từ từ, nhưng mà nó được cái là cái viên pin của anh em nó sẽ bền. Đó, đó là những cái lưu ý mà khi mà anh em lựa chọn sạc. Rồi ok, thì cái chương trình hôm nay nó chỉ có loanh quanh như vậy ha. Anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em có thể liên hệ ha. Đây là cái pin sạc của bên em rất là nhiều nha anh em, cực kỳ nhiều luôn. Nên là anh em nào mà có nhu cầu mua pin sạc hoặc là cần tư vấn gì đó thì anh em cứ liên hệ. Đây là pin sạc của bên Depton ha. Đó, có pin D16 16.8V. Rồi bên này sạc. Rồi qua bên này đó là pin của Hukan nha nè. Hukan về cũng rất là nhiều ha. Rồi ok, anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em cứ liên hệ vào số điện thoại em ghi bên góc phải màn hình nha. Cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại.